Và ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thấy một add-on mới đó nha. Và trước khi vào với clip thì các bạn cũng thấy trên màn hình thì cái tỷ lệ người đăng ký kênh của mình rất là thấp nha các bạn. Thì các bạn xem video của mình hãy ấn vào nút like và ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Và bây giờ thì bắt đầu vào clip review nè.
Thank you.
sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Rồi thì các bạn sẽ vào app giá trị vô giúp mình nha. Và tìm tới một đau lót. Đây, một đau lót đây nè. Đó, các bạn sẽ vào nó. Và tìm tới một add-on này nha. Hãy lên tải một add-on này, mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn sẽ ấn vào nó và chọn vào giải nén tại đây nha. Đây, giải nén tại đây. Và các bạn đợi nó giải nén ra giúp mình nha. Thì đây, nó đang giải nén này. Khi nó giải nén xong rồi thì nó sẽ ra hai mục giải này. Thì các bạn sẽ ấn giữ vô hai mục này nha. Ờ, ăn lộn rồi. Ăn giữ vô nó nha. Nãy mình ăn không hả? Chọn một cắt nha. Rồi các bạn sẽ vào bộ giới thiết bị và Android. Rồi data. Rồi tìm tới creatine giúp mình nha. Rồi, đây creatine đây nè. Hãy cho mình sẽ vào creatine. Vào một file nha. Bấm lộn rồi. Vào một file. Vào một C. Rồi tiếp cái một này đi. Rồi xong các bạn sẽ vào bị heo bờ bát nha. Rồi chẳng hạn một icon đó đây. Rồi các bạn sẽ cắt một cái đây giúp mình nha. Cắt nó. Ăn giữ nó trong một cắt rồi trở lại. Nó trở lại rồi vào vừa số bát nha. Rồi dán một icon đó đây nha. Rồi thì giờ các bạn sẽ vào creatine nha. Khi vào creatine rồi thì các bạn sẽ giúp mình là vào phần cạc của game nha. Rồi xong rồi các bạn sẽ vào phần tài nguyên dùng chung giúp mình nha. Đây tài nguyên dùng chung và bật add-on này lên nha. Đó bật add-on này lên như thế này. Rồi các bạn sẽ ăn phần cài đặt ra và để cho nó lót một xíu nha các bạn. Đây thì nó đang lót này, các bạn để nó lót xong giúp mình nha. Đây khi nó lót xong rồi thì các bạn sẽ giúp mình là vào mục chơi giúp mình nha. Đây mục chơi. Rồi các bạn sẽ vào phần tạo mới nha. Đó tạo cái giấy mới ra giúp mình. Rồi các bạn sẽ kéo xuống cái phần thử nghiệm nha. Tới này thì các bạn sẽ kéo xuống cái phần thử nghiệm này đây. Rồi các bạn sẽ bật hết lên giúp mình nha, để tránh trường hợp bị lỗi add-on thôi. Đây bật hết lên, đó như thế là được. Xong rồi các bạn sẽ kéo xuống cái hình video add-on này lên nha, ở lộn rồi. Đây bật add-on này lên. Và clip của mình tới đây cũng đã kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn hay clip này hay hãy để lại cho mình xin một like, kèm vào đó là ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Bye bye.